Tháng 3 năm 1974, Quân ủy Trung ương họp hội nghị quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết Trung ương 21 về mặt quân sự. Tinh thần của nghị quyết 21, Ban chấp hành Trung ương cùng nghị quyết của Quân ủy Trung ương đã góp phần quyết định nhanh chóng việc xoay chuyển tình thế ở miền Nam, làm thay đổi hẳn cục diện chiến trường miền Nam có lợi cho ta. Đảng nhận định, thời cơ giải phóng hoàn toàn miền Nam đã đến và quyết định đẩy nhanh thực hiện kế hoạch đã đề ra. Mùa xuân năm 1975, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam được cử làm tư lệnh chiến dịch Sài Gòn Gia Định. Mùa xuân Ất Mão, thời cơ đến, cả nước lên đường ra trận, ai ai cũng mang trong mình một niềm tin vào ngày chiến thắng. Tây Nguyên, nơi đất rừng hùng vĩ tươi đẹp từng được người Pháp, người Mỹ và thế giới biết đến với câu nói nổi tiếng: Tây Nguyên là nóc nhà của Đông Dương. Nó cũng tính đây là một cái địa bàn chiến lược, bởi vì đây là cái trung tâm có thể phát triển qua Hạ Lào, nó cũng có thể phát triển qua Đông Bắc và Đông Campuchia và phát triển xuống đồng bằng các tỉnh của Việt Nam, kể cả tiến vào Sài Gòn. Trong cuốn hồi ức Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể: trong buổi làm việc, anh Hoàng Minh Thảo với nhãn quan một nhà nghiên cứu khoa học quân sự đã nêu ý kiến: khi đã chọn hướng chiến lược là Tây Nguyên thì trước hết nên đánh Buôn Ma Thuột, vì đây là thị xã lớn nhất, là nơi hiểm yếu và cũng là nơi sơ hở nhất. Trong phiên họp ngày 8 tháng Giêng năm 1975, Bộ Chính trị quyết định chọn Tây Nguyên mở màn đòn chiến lược then chốt. Cuối năm 74, tháng 12 năm 74, đã tính toán rồi, đã có cuộc họp nhận định. Đấy. Chiến dịch mở ra để giải phóng miền Nam. Đấy, lúc đó xác định rõ rồi, địch đi vào thế yếu rõ ràng rồi. Nó không tấn công được nữa mà. Bỏ mình đánh chỗ nào mất chỗ đó nó phải chịu. Nhưng sức nó còn rất mạnh, nó còn hơn 1 triệu quân mà. Lực lượng pháo binh không quân, thì tàu thuyền của nó còn mạnh như thế. Mà thằng Mỹ thì không vào nữa, nhưng mà nó sẵn sàng, nó đưa vũ khí cho Thiệu. Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên đã chỉ đạo cho các đơn vị thực hiện một chiến dịch nghi binh tuyệt đối bí mật. Sư đoàn Bộ binh 10 và 320 được lệnh ăn Tết trước và bí mật hành quân vào vị trí tập kết chiến dịch. Nhưng mạng thông tin, các đài vô tuyến, chiến sĩ báo vụ của Sư đoàn 10 và 320 vẫn ở nguyên vị trí cũ. Hàng ngày, cứ đúng giờ, mạng thông tin nghi binh của ta đều đặn phát lên không trung những bức điện, mệnh lệnh giả để đánh lạc hướng theo dõi của tình báo phía Việt Nam Cộng Hòa. Lúc này, Sư đoàn 968 bổ sung tăng cường cho mặt trận Tây Nguyên được bố trí ở Bắc Kon Tum thay cho Sư đoàn 10 và ở Pleiku thay cho Sư đoàn 320. Sư đoàn 968 bắt đầu hoạt động bắn pháo vào Kon Tum, Pleiku và các căn cứ vòng ngoài xung quanh hai thị xã trên. Để thực hiện thành công kế hoạch nghi binh và tấn công của mình, quân giải phóng đã huy động được sự hỗ trợ lớn lao từ đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đồng bào giúp đỡ bộ đội ta làm đường, kéo pháo, đặc biệt là phao tin để kế hoạch nghi binh thành công. Những hoạt động đó đã làm cho tình báo Mỹ và Sài Gòn không phán đoán được ý đồ chiến lược và hướng chính của cuộc tấn công. Phía Việt Nam Cộng Hòa phán đoán quân giải phóng đánh Kon Tum và Pleiku nên dồn lực lượng ra hướng Bắc phòng giữ hai địa điểm trên. Để đánh chiến dịch này thì chúng ta đã tổ chức mấy chiến dịch quan trọng. Một là đánh các nơi, hai là tổ chức nghi binh, ba là tổ chức cắt cái đường tiếp tế của nó từ ở miền Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, cắt đường của nó từ Tây Nguyên và xuống đồng bằng. 14 giờ ngày 28 tháng 2 năm 1975, trận đánh nghi binh lừa địch
mở màn chiến dịch Tây Nguyên mùa xuân năm 1975 bắt đầu. Mở màn với các sư đoàn 316, 10, 320, sư đoàn 616, trung đoàn 95B, trung đoàn 198 đặc công, quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã nghi binh, khiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa tin rằng quân giải phóng sẽ tấn công thị xã Pleiku. Vào 2 giờ sáng, ngày 10 tháng 3 năm 1975, quân giải phóng bất ngờ đánh úp thị xã Buôn Mê Thuột. Để điều động lực lượng thành thế bố trí được thì phải điều lực lượng của địch, tất những lực lượng chủ lực của nó ở lại trên phía Bắc. Làm sao lừa nó, hút lực lượng nó lên phía Bắc để ở Buôn Mê Thuột. Nó lực lượng nó mỏng yếu như vậy, gọi là Buôn Mê Thuột không có phòng ngự dự phòng. Sư đoàn 968 ở Tây Bắc thị xã Kon Tum và Tây Nam thị xã Pleiku là thế kìm giữ, không cho lực lượng Việt Nam Cộng Hòa ở đây ứng cứu cho Buôn Ma Thuột và sẵn sàng tiến công giải phóng Kon Tum, Pleiku khi thời cơ đến. Nhờ thế trận được tính toán kỹ lưỡng nên khi quân giải phóng tiến công vào Buôn Mê Thuột, quân đồn trú của Việt Nam Cộng Hòa kêu cứu khẩn thiết. Nhưng quân đoàn 2 của Việt Nam Cộng Hòa không có cách nào chi viện được cho Buôn Ma Thuột. Chỉ trong vòng 33 giờ, từ ngày 10 đến 11 giờ ngày 11 tháng 3, cuộc tiến công vào Buôn Ma Thuột, quân và dân ta đã giành toàn thắng. Lực lượng tan tác dốc mình vào, vào đánh sư bộ 3. Mai Hắc Đế thấy tăng vào mới là nó quẩn, nó bỏ chạy hết. Phương tiện chiến tranh ngay cả tỉnh trưởng rồi tỉnh đầu trưởng nó bỏ chạy hết. Thêm một địa bàn nữa bị mất và mất khá nhanh. Lúc đó quân giải phóng bắt đầu nhận ra không cần chờ đến năm 1976 mà có thể tiến về phía Nam luôn. Buôn Ma Thuột thất thủ đã làm chấn động toàn miền Nam, lan tới Nhà Trắng và Lầu Năm Góc Mỹ. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu và tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng ký lệnh tử thủ Buôn Ma Thuột và ra lệnh cho tướng Phạm Văn Phú phải tái chiếm Buôn Ma Thuột. Theo lời Đại sứ Martin, phía Việt Nam Cộng Hòa hy vọng lực lượng của Sư đoàn 23 và Liên đoàn 21 Biệt Động Quân có thể đánh một trận đẹp mắt với quân Bắc Việt Nam ở phía đông Buôn Ma Thuột để xin viện trợ Mỹ kéo dài chiến tranh tại Việt Nam. Nhưng trên thực tế, quân Việt Nam Cộng Hòa tuy đông, hỏa lực chi viện hạn chế, hơn cả là tinh thần rệu rã. Trước thắng lợi đánh chiếm thị xã Buôn Ma Thuột nhanh hơn dự kiến, Quân ủy Trung ương và Bộ Tư lệnh nhanh chóng ra quyết định tấn công các cứ điểm tiếp theo. Trong 16 ngày, quét sạch toàn bộ cái tập đoàn của địch ở Tây Nguyên, mở ra một kỳ cuộc đột phá về mặt chiến lược và đi đến thắng lợi 30 tháng 4. Toàn bộ quân Việt Nam Cộng Hòa đã rút chạy khỏi Tây Nguyên, một cuộc rút lui hỗn loạn và tan tác của quân Việt Nam Cộng Hòa. Theo giới ngoại giao phương Tây, quân Việt Nam Cộng Hòa bỏ Tây Nguyên để tránh bị sụp đổ hoàn toàn. Cuộc rút lui được xem là để bảo toàn lực lượng và trang bị để dùng phòng thủ các vùng đông dân hơn. Quân Việt Nam Cộng Hòa rút về phía Nam. Sau khi Việt Nam Cộng Hòa mất Buôn Ma Thuột, Nguyễn Văn Thiệu giao Huế, động viên binh lính, giao nhiệm vụ cho tướng Ngô Quang Trưởng quyết giữ Huế và Đà Nẵng. Ngô Quang Trưởng tuyên bố, Việt Cộng phải bước qua xác tôi mới vào được cố đô Huế. Còn Tổng thống Thiệu thì tuyên bố trên đất Sài Gòn, bỏ Kon Tum, Pleiku để bảo toàn lực lượng, còn Đà Nẵng, Huế, quân khu 3 sẽ phải giữ đến cùng.
Ngày 24 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị họp nhận định cuộc tổng tiến công chiến lược của ta đã bắt đầu với chiến dịch Tây Nguyên. Ta cần nắm bắt thời cơ và ra quyết định quan trọng. Tập trung nhanh nhất lực lượng binh khí kỹ thuật và vật chất giải quyết xong Sài Gòn trước mùa mưa. Sau khi mất Tây Nguyên, thế phòng thủ chiến lược của quân Việt Nam Cộng Hòa bị rung chuyển nghiêm trọng. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch Huế, Đà Nẵng, lấy tên là Mặt trận 475. Cụ thể, quân ta cần tập trung giải phóng Huế và Đà Nẵng trong thời gian nhanh nhất. Chiến dịch này do Bộ Tổng Tư lệnh trực tiếp chỉ huy, đồng chí Trung tướng Lê Trọng Tấn làm tư lệnh, Thượng tướng Chu Huy Mận làm chính ủy. Chiến dịch thực hiện làm hai đợt. Đợt 1 tác chiến từ ngày 21 đến 25 tháng 3, tiến công bao vây, chia cắt chiến lược, giải phóng Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên, Quảng Ngãi. Đợt 2 tác chiến từ ngày 26 đến 29 tháng 3, ta tiến hành tổng công kích vào Đà Nẵng. Ngày 21 tháng 3 năm 1975, trên chiến trường Trị Thiên, bộ đội ta đồng loạt nổ súng, thực hiện chia cắt Huế với Đà Nẵng. Thành phố Huế hoàn toàn bị bao vây, cô lập. Địch kinh hoàng tháo chạy về Đà Nẵng, bị chặn ở gần đèo Hải Vân. Chúng chen với dân, ao ao chạy về cửa biển Thuận An. Pháo ta khống chế ở cửa biển Thuận An. Binh lính, quân xa, un tắc ở cửa biển Tư Hiền. Một cuộc rút chạy hỗn loạn. Nhân dân dẫn đường cho các đoàn quân chiếm lĩnh công sở, căn cứ của địch. 10 giờ 30 ngày 25 tháng 3 năm 1975, lá cờ cách mạng đã được kéo lên đỉnh cột cờ trước Ngọ Môn. Cùng với hướng Bắc của quân đoàn 2, đi tiên phong là sư 325 đánh Phú Gia, Lăng Cô, hướng Tây đánh Hòa Khánh, Hòa Cẩm. Hướng Nam, sư đoàn 2 của quân khu 5 do đồng chí Nguyễn Trơn đánh ngược ra đã giải phóng Tam Kỳ, Điện Bàn, vượt sông Bà Rén và được nhân dân cung cấp lương thực, thuyền, đưa bộ đội vượt sông chiếm Hội An, tiến tới núi Non Nước. Các hướng đang siết chặt vòng vây, tấn công giải phóng thành phố Đà Nẵng. Ngày 25 tháng 3, quân và dân Quảng Ngãi kết hợp tấn công giải phóng thị xã Quảng Ngãi, đánh chiếm căn cứ Chu Lai. Thật sốc khi ngồi ở Sài Gòn ngày cũng đưa tin về những cứ điểm bị thất thủ. Trong thời điểm đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã nhận định địch kêu gọi tử thủ, nhưng tình hình có thể diễn biến đột ngột, khả năng địch rút vẫn tồn tại. Vậy phải có phương án đánh thật nhanh, thực hiện đúng phương châm khẩn trương, táo bạo, bất ngờ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ thị, chiến tranh đã chuyển sang giai đoạn phát triển nhảy vọt, bố trí của quân Việt Nam Cộng Hòa ở Đà Nẵng tuy chưa đảo lộn, mặc dù kêu gọi tử thủ, nhưng tinh thần quân lính đang suy sụp, cần nắm vững phương châm táo bạo, bất ngờ, kịp thời, chắc thắng, khẩn trương tiến công, bao vây tiêu diệt địch, khống chế sân bay, hải cảng, chú ý làm tốt việc tiếp quản thành phố 1 triệu dân này, thực hiện tốt chính sách tù, hàng binh và chính sách chiến lợi phẩm, nhanh chóng tổ chức tăng cường lực lượng phát triển vào phía Nam. Ngày 29 tháng 3 năm 1975, quân ta tiến vào tấn công giải phóng thành phố Đà Nẵng. Sau 33 giờ tấn công, các binh đoàn của ta đã gặp nhau trong thành phố Đà Nẵng. Chiến dịch Đà Nẵng đã gây cho địch tổn thất lớn về vật chất, kỹ thuật và đánh tan tuyến phòng thủ mạnh nhất, đẩy chính quyền Sài Gòn đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, không gì có thể cứu vãn nổi. Sở chỉ huy quân đoàn 1
và quân khu 1 tan hoang, lời thề tử thủ đã theo tướng 3 sao Ngô Quang Trưởng bỏ chạy vào Sài Gòn. Lại một cuộc tháo chạy của phía quân Việt Nam Cộng Hòa trên chính bãi biển mà 10 năm trước, thủy quân lục chiến của Mỹ đổ bộ, mở đầu can thiệp quân sự vào Việt Nam. Khoảng 16.000 lính Việt Nam Cộng Hòa khiếp đảm bỏ chạy thoát thân, tranh nhau lên các tàu đánh cá và chở hàng, chạy về phía Vũng Tàu và Sài Gòn hay bất cứ nơi nào có thể chạy khỏi quân ta. Khi cờ của quân giải phóng tung bay ở thủ phủ một tỉnh ngay phía bắc Sài Gòn, với tôi coi như đã định đoạt. Tôi báo với gia đình dù tháng 8 mới mãn hạn phục vụ tại đây, nhưng tôi sẽ về nhà sớm hơn. Rồi tôi kín đáo gửi hết đồ đạc khỏi Việt Nam, mỗi lần một thùng. Khi Đà Nẵng vừa được giải phóng, các hãng tin phương Tây đã bình luận việc Đà Nẵng thất thủ, kể từ đây, sự sụp đổ của chế độ Sài Gòn chỉ tính bằng ngày và giờ. Ngay sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, Quân ủy Trung ương đã kiến nghị với Bộ Chính trị. Vừa chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, vừa tiến hành giải phóng các đảo và quần đảo phía Việt Nam Cộng Hòa đang giữ. Kiến nghị này được ghi vào nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 25 tháng 3 năm 1975. Đây là sự kiện đặc biệt đã diễn ra ngoài dự kiến ban đầu, và nếu chậm để quân đội nước khác xâm chiếm nơi đây, tình hình sẽ rất phức tạp. Khó khăn lớn nhất là phải giải phóng các đảo với lực lượng hải quân nhỏ bé lúc bấy giờ. Trong cuốn hồi ký Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dành chọn một chương để nói về việc chúng ta tiến tới giải phóng các đảo. Lúc là lệnh của Bộ giao cho Hải quân tập trung lực lượng là đánh chiếm các đảo do quân ngụy Sài Gòn chiếm giữ trên quần đảo Trường Sa. Thế thì anh em nói với nhau như này, khó mấy cũng đi, mà đi là đánh, quyết đánh và đánh thắng ngay từ lần đầu. Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Hải quân nhận lệnh của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Bộ đội đặc công đoàn 126 và đoàn tàu 125 Hải quân vượt biển tiếp cận các mục tiêu. Tấn công trên đất liền, giải phóng các đảo diễn ra nhịp nhàng với cách đánh táo bạo, bí mật, bất ngờ, áp sát các đảo để cờ Tổ quốc tung bay trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Sau khi mất Đà Nẵng, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu muốn thuyết phục sao cho Quốc hội Hoa Kỳ phải mở hầu bao, phải làm cho Quốc hội Hoa Kỳ thấy được nếu không viện trợ ngay cho Sài Gòn thì Sài Gòn sẽ sụp đổ. Thời điểm đó, Đinh Văn Đệ với cương vị Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ nghị viện, đồng thời chính là một điệp viên tình báo của ta mang bí số U4, đã được Nguyễn Văn Thiệu giao trọng trách làm sao thuyết phục được Tổng thống Mỹ đưa quân trở lại Việt Nam. Trước tình thế cấp bách, nhận được lệnh của Trung ương Cục miền Nam, Đinh Văn Đệ phải tận dụng cơ hội hiếm hoi này làm cho Quốc hội Hoa Kỳ thấy được sự vô vọng của mọi cố gắng. Làm thế nào để nói mà không hớ hên để bị bại lộ, nhưng mà đồng thời tôi cũng biết rằng theo cái những điều mà tôi biết thì phải nói thiệt về cái tình hình mà bi đát không thể cứu chữa được ở trên chiến trường Việt Nam. Cái điều này đó là một cái phương cách tốt nhất để cho người Mỹ họ biết quyết định là có nên tiếp tục hay là không tiếp tục yểm trợ miền Nam Việt Nam.
Trong bối cảnh đó, rõ ràng chuyến đi này mang một ý nghĩa lịch sử có tầm ảnh hưởng khôn lường. Ngày 16 tháng 4 năm 1975, khi tiếp phái đoàn của Đinh Văn Đệ, Tổng thống Ford cho biết: "Thôi, các bạn cứ yên tâm ra về, tôi sẽ cử một viên tướng qua thị sát tình hình, rồi sẽ có quyết định sau." Tổng thống Mỹ đã cử Đại tướng Wayland sang thị sát tình hình và lập kế hoạch giữ phần còn lại. Đại tướng Wayland đã yêu cầu chính quyền Nguyễn Văn Thiệu phải khẩn trương thành lập phòng tuyến phía đông, bảo vệ trung tâm quyền lực của chế độ Sài Gòn với lá chắn thép là Phan Rang và cánh cửa thép là Xuân Lộc. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng khăng khăng chưa phải mất hết. Quân Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng đánh đến viên đạn cuối cùng, đến hạt gạo cuối cùng. Ngày 9 tháng 4 năm 1975, quân giải phóng tấn công vào Xuân Lộc. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của Xuân Lộc, phía Việt Nam Cộng Hòa đã chuẩn bị phòng thủ vững chắc và tập trung tăng cường các lực lượng tinh nhuệ nhất còn lại của quân đội Việt Nam Cộng Hòa cho Xuân Lộc, hòng cản bước tiến của quân ta. Lúc đó tại Xuân Lộc, đơn vị chủ yếu của phía Việt Nam Cộng Hòa chính là Sư đoàn 18 do chuẩn tướng Lê Minh Đảo làm sư trưởng. Ông có chắc giữ được Xuân Lộc không? Chắc chắn, tôi chắc giữ được Xuân Lộc. Tôi hứa giữ được Xuân Lộc, dù quân giải phóng có gấp 3 lần quân của tôi. Nhưng không sao. Phía Việt Nam Cộng Hòa đã phản công mạnh mẽ bằng trang thiết bị hiện đại, gây tổn hại cho quân giải phóng. Tướng Lê Minh Đảo cho rằng Việt Cộng đã bị đè bẹp. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lập tức tuyên truyền rùm beng trước báo chí quốc tế về chiến thắng Xuân Lộc. Cuộc chiến đi vào sự cam go với những thiệt hại đáng kể cho quân giải phóng. Và hành trình cuối đi tới cuộc tiến công vào Sài Gòn không hề dễ dàng. Nó đã âm hết các loại xe tăng lại ở dưới lòng đất à. Nó chỉ để đúng cái tầm bắn là khoảng 60 phân là ta nhô lên là bị tiêu diệt. Nó tiêu diệt ta. Thế thì chúng tôi vào thì lúc ý đội hình tôi được tăng cường 6 chiếc xe tăng. Và trung đoàn tôi đột phá. Nhưng mà đến cái đột phá của chúng tôi cũng không thành công. Đó. Và bị thương vong. Trong khi Việt Nam Cộng Hòa dồn hết quân số cho chiến trường Xuân Lộc, thì phía sau đã ngay tức thì lộ ra những khoảng trống. Nắm bắt thời cơ, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chỉ huy chiến dịch, không nên đánh vào chỗ mạnh, mà phải giãn ra, bao vây, ngăn chặn các con đường tiếp tế, cô lập lực lượng Xuân Lộc tại chỗ. Trước phòng tuyến dày đặc và vững chắc của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, Bộ Tư lệnh Chiến dịch cũng chỉ đạo quân đoàn 4 thay đổi cách đánh, chuyển từ tấn công trực diện vào Xuân Lộc sang thế bao vây, cô lập để tiêu hao dần sinh lực quân Việt Nam Cộng Hòa. Khi chiến sự đang ở thế giằng co, thì một cánh quân của binh đoàn Hương Giang đã giải phóng được tỉnh Phan Thiết, gây áp lực trực tiếp với toàn bộ quân Việt Nam Cộng Hòa còn lại ở miền Nam. Hoa Kỳ vẫn đồng ý chi viện cho quân đội Sài Gòn một số phương tiện chiến tranh và vũ khí có khả năng hủy diệt diện rộng, trong đó có bom CBU-55. Và không quân Việt Nam Cộng Hòa ném bom CBU-55 xuống khu vực quân giải phóng tập kết tại Xuân Lộc. Sức công phá của bom đã phát quang một vùng rộng lớn, làm chết hàng trăm người và thiêu cháy nhiều nhà cửa, vườn tược của dân thường, khu vực ngoại vi thị xã. Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn khẩn cấp đổ thêm quân, quyết chiếm lại Dầu Dây, mở thông con đường tiếp tế cho Xuân Lộc. Tuy kháng cự bằng mọi giá, kể cả sử dụng bom hủy diệt CBU-55, nhưng quân Việt Nam Cộng Hòa không thể ngăn cản các binh đoàn quân giải phóng đang từng ngày tiến về, khép chặt vòng vây xung quanh thành phố Sài Gòn. Quân Việt Nam Cộng Hòa ở Xuân Lộc lọt vào giữa gọng kìm thép, trong không ra được, trên không xuống được. Ngoài, cứu viện cũng không thể tiến vào nổi, ngày càng cạn kiệt về vũ khí, tiêu hao về binh lực. Sau một tuần bị bao vây liên tiếp, tấn công vào ngoài, thì tướng Việt Nam Cộng Hòa Lê Minh Đảo
người đã có những tuyên bố hùng hồn trước đó như muốn chiếm được Xuân Lộc thì phải bước qua xác của Đào, lại là người bí mật rời bỏ Xuân Lộc. Ngày 21 tháng 4, quân giải phóng đã giải phóng Xuân Lộc. Cánh cửa thép cuối cùng để tiến vào Sài Gòn đã được đập tan. Tinh thần kháng cự của binh lính quân đội Việt Nam Cộng Hòa suy sụp. Đây là thời điểm bước vào trận quyết chiến trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Khi chiến dịch mở màn, Thành ủy Sài Gòn ra định đã đưa vào nội thành cán bộ chính trị và nhiều đội vũ trang để hỗ trợ đồng bào nổi dậy. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được giao đặc trách chỉ đạo cuộc nổi dậy ở Sài Gòn Gia Định. Nhận thức rõ tình cảm của Bác Hồ đối với miền Nam và tình cảm của nhân dân miền Nam đối với Bác Hồ, ngày 14 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý đặt tên chiến dịch cuối cùng giải phóng Sài Gòn Gia Định là chiến dịch Hồ Chí Minh và chỉ rõ chiến dịch này là một chiến dịch tiến công hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, có kết hợp với nổi dậy của quần chúng kết thúc chiến tranh. Đó là chiến dịch quyết chiến chiến lược lịch sử. 23 giờ ngày 29 tháng 4, Đại tướng Võ Nguyên Giáp điện cho Bộ Chỉ huy chiến dịch, đồng ý đánh thẳng vào nội đô với thời gian nhanh nhất. Ngay những ngày sau đó, đồng chí Võ Văn Kiệt được Trung ương Cục phân công xuống đồng bằng sông Cửu Long thực hiện thời cơ tấn công và nổi dậy, kết hợp chặt chẽ quân sự, chính trị, binh vận, tạo thế ba mũi giáp công, tự giải phóng và phối hợp chặt chẽ với chiến dịch Hồ Chí Minh đang tiến quân như vũ bão. Cùng các quân đoàn ở các hướng khác, hướng Tây Bắc Sài Gòn do quân đoàn 3 đảm trách, từ Tây Ninh ra Củ Chi, Hóc Môn để về Sài Gòn. Án ngữ cửa ngõ Tây Bắc, địch bố trí sư 25 ở Đông Du Củ Chi. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, quân đoàn 3 của ta đánh chiếm căn cứ của Việt Nam Cộng Hòa tại Đông Du Củ Chi một cách chủ động và quyết liệt. Sáng sớm ngày 29 tháng 4 năm 1975, lực lượng trung đoàn 48 của ta đánh vào sở chỉ huy của chuẩn tướng Lý Tòng Bá. Quân Việt Nam Cộng Hòa không chịu nổi sự áp đảo của quân ta đã bỏ chạy khỏi sở chỉ huy. Chiều cùng ngày, ta đã giải phóng được huyện lỵ Củ Chi. Khoảng 9 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa lần lượt ra trình diện. Người cuối cùng khai nhận mình là chuẩn tướng Lý Tòng Bá, tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh. Các cánh quân giải phóng tiếp tục tiến về Sài Gòn từ nhiều hướng. Trên quốc lộ 1, các chiến sĩ quân đoàn 4 đã nhanh chóng giải phóng các khu vực địch còn cố thủ. Đúng như nhận định của Bộ Tư lệnh Biển, việc đánh vào Biên Hòa không hề dễ dàng. Trong khi đó, chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa tại thị xã Biên Hòa tổ chức phòng thủ ở nhiều khu vực. Đến 6 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân đoàn 4 của ta vẫn chưa chiếm được Bộ Tư lệnh của Việt Nam Cộng Hòa. Khi đó, Thiếu tướng Hoàng Cầm, Tư lệnh quân đoàn 4, đã giao nhiệm vụ đánh giải phóng Biên Hòa cho sư đoàn 6. Còn đại bộ phận quân đoàn 4 phải thân tốc về Sài Gòn chiếm dinh Độc Lập. Trước sức ép của quân giải phóng, địch tan rã dần. Đúng 10 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, tòa hành chính tỉnh Biên Hòa bị quân giải phóng chiếm. Dinh Độc Lập, cơ quan đầu não của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, là mục tiêu tấn công của ta nhằm giành lại chính quyền từ phía Việt Nam Cộng Hòa. Nguyễn Thành Trung là người được ta cài vào trong lực lượng không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. 8 giờ 30 phút ngày 8 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Thành Trung đã lái máy bay F-5E xuất phát từ sân bay Biên Hòa vào ném bom trúng Dinh Độc Lập và sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Phước Long. Sự kiện này góp phần gây hoang mang cực độ trong giới lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa. Với tinh thần tận dụng vũ khí địch để đánh địch, kiên quyết không ngừng thế tiến công, chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh lệnh cho phi đội Quyết Thắng sử dụng máy bay A-37 thu của địch do phi đội trưởng Nguyễn Văn Lục chỉ huy
Nguyễn Thành Trung dẫn đường, ném bom xuống sân bay Tân Sơn Nhất, khiến nội các Sài Gòn hoảng loạn. Ngay buổi tối Xuân Lộc được giải phóng, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức, Trần Văn Hương lên thay và kêu gọi ngưng bắn để thương lượng. Cùng thời điểm đó, ở phía bên kia đại dương, Tổng thống Mỹ Gerald Ford tuyên bố cuộc chiến tại Việt Nam đã chấm dứt đối với người Mỹ. Ngày 26 tháng 4 năm 1975, Trần Văn Hương định lợi dụng phiên họp lưỡng viện để yêu cầu Quốc hội cho ông ta quyền chỉ định một chính phủ đứng ra thương thuyết hoặc đánh đến cùng, dẫu Sài Gòn có biến thành biển máu. Nhưng mọi việc bị đảo ngược. Phái đối lập ủng hộ Dương Văn Minh tán phát 48 bản tuyên cáo chống Trần Văn Hương và cướp diễn đàn. Giới thông tấn báo chí thì tung tin Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã chạy trốn. Phiên họp biểu quyết Trần Văn Hương phải trao quyền cho Đại tướng Dương Văn Minh. Ngày 28 tháng 4, Tổng thống Trần Văn Hương buộc phải đọc diễn văn từ chức để trao quyền cho tướng Dương Văn Minh. Chính quyền nội các Sài Gòn trong tình thế rối ren hơn bao giờ hết. Đại tá Mỹ Dave Richard Palmer, một người đã tham gia chiến tranh Việt Nam, nhận xét về tình hình lúc đó. Một liên minh đảng phái muốn cứu vãn tình hình và chống đỡ phần nào sự sụp đổ đã đưa tướng Dương Văn Minh từ lâu đã rút khỏi chính trường, trở lại để cố dàn xếp một cuộc đầu hàng thông qua thương lượng. Cùng thời điểm đó, tại Sài Gòn, kế hoạch di tản của phía Việt Nam Cộng Hòa nhanh chóng triển khai làm 3 phương án. Đường biển bằng tàu hàng neo ở cảng Sài Gòn, đường không bằng máy bay dân dụng không vận quân sự và phương án cuối cùng là di tản bằng trực thăng ra các tàu hải quân Mỹ ở Biển Đông. Ở tòa đại sứ Mỹ, đại sứ Martin điện cho Henry Kissinger báo rằng tại Sài Gòn, lúc này sẽ không có tấn công trực tiếp hoặc nghiêm trọng. Theo kế hoạch, hai điểm trong khuôn viên tòa đại sứ được chỉ định làm sân đáp trực thăng. Sân trước dùng cho trực thăng cỡ lớn và trên sân thượng dùng cho trực thăng nhỏ hơn. Giữa sân trước có một cây me già. Thủy quân lục chiến nhiều lần xin đại sứ Martin đốn hạ cây để khỏi vướng víu trực thăng lên xuống mà họ biết sắp diễn ra. Đại sứ từ chối việc đó. Ông nói, cây đó là biểu tượng sự kiên định của Mỹ. Nếu chặt cây đi sẽ gây hiểu lầm. Trong khi đó, tướng Dương Văn Minh tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Ông yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và yêu cầu người Mỹ ra đi trong vòng 24 giờ. Vào 9 giờ 15 phút đêm cuối cùng, đại sứ Martin muốn làm người cuối cùng di tản. Nhưng khoảng 4 giờ sáng, ngày 30 tháng 4, chiếc CH-46 hạ xuống sân thượng sứ quán. Phi công mang lệnh của đích thân Tổng thống, Martin phải di chuyển ngay lập tức. Martin được trao cho lá cờ Mỹ, hôm qua còn tung bay trên cột cờ, được gấp gọn ghẽ. Trên đà thắng lợi ở các mặt trận, quân giải phóng dồn tất cả lực lượng sẵn sàng ở ngoại vi Sài Gòn, thực hành đòn chiến lược thứ 3 then chốt quyết định, giải phóng Sài Gòn một cách nhanh gọn. Sáng 30 tháng 4, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh lệnh cho các cánh quân tiến đánh Bộ Tổng tham mưu Ngụy, sân bay Tân Sơn Nhất, biệt khu thủ đô và Tổng nha cảnh sát. Vào lúc 9 giờ sáng, một mũi thọc sâu của quân đoàn 2 vượt qua cầu Sài Gòn, tiêu diệt ổ đề kháng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Hàng Xanh, cầu Thị Nghè và tiến thẳng vào Dinh Độc Lập. Song song với là cái mũi tấn công của các cái đơn vị quân đội chủ lực, thì dưới sự lãnh đạo của Trung cục và của Thành ủy, có rất nhiều cán bộ đi vào các tầng lớp quần chúng, phát động quần chúng để nổi dậy kết hợp với lại mũi quân sự.
Lúc này, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa cởi bỏ quân phục và quân trang tháo chạy. Tại cảng Sài Gòn, binh lính bắt đầu hủy bỏ giấy tờ và thay đổi căn cước tùy thân, đã tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Nhiều sĩ quan cao cấp bỏ đi. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tồn tại thêm chưa đầy 5 giờ sau đó. Đúng 10 giờ 45 phút, hai xe tăng của ta đã lần lượt thúc đổ cánh cổng và tiến vào trong sân Dinh Độc Lập. Đúng 11 giờ 30 giờ Hà Nội và 12 giờ 30 theo giờ Sài Gòn, lá cờ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Lúc này, Dương Văn Minh đã ngồi đợi sẵn trong phòng chờ. Khi đại diện quân giải phóng ập vào, Dương Văn Minh nói: "Tôi ngồi đây chờ bàn giao quyền lực để tránh đổ máu vô ích." Đại úy Phạm Xuân Thệ, nguyên trung đoàn phó trung đoàn 66, sư đoàn 304 đã nói: "Các ông chẳng còn gì để bàn giao, chỉ có đầu hàng vô điều kiện." Sau đó, ông Phạm Xuân Thệ đã dẫn nội các Sài Gòn đến đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng. Kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí, đầu hàng trong điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn từ trung ương đến địa phương, giao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôi, giáo sư Vũ Văn Mẫu, thủ tướng kêu gọi tất cả các tầng lớp đồng bào vui vẻ chào mừng ngày hòa bình của dân tộc và trở lại sinh hoạt bình thường. Các nhân viên của các cơ quan hành chính quay trở về vị trí cũ theo sự hướng dẫn của chính quyền cách mạng. Sau khi hai người đứng đầu chính quyền Sài Gòn đầu hàng, chính ủy lữ đoàn xe tăng 203 Bùi Văn Tùng tuyên bố chấp nhận đầu hàng. Chúng tôi, đại diện lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam, long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn, chấp nhận sự đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn. Đây là tin chiến thắng với đồng bào cả nước. Người dân đổ ra đường tung hoa, vẫy cờ, mừng ngày hòa bình sau hàng chục năm mong chờ. Cả biển người tràn qua các phố trong tiếng reo ca. Trong hai ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, các tỉnh, huyện ở đồng bằng sông Cửu Long cũng đã được giải phóng. Vậy là sau 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, mọi gian khổ, hy sinh, non sông đã quy về một mối, đất nước Việt Nam nối liền một dải.